Xin chào tất cả mọi người. Ở trong video này, Dũng sẽ chia sẻ với mọi người chủ đề là cần chuẩn bị gì trước khi mình dựng một video ở trên điện thoại mọi người nhé. Thì đầu tiên thì Dũng sẽ nói về phần thiết bị quay. Thì đầu tiên là chúng ta có thể là quay bằng điện thoại này, hay là máy ảnh hoặc là máy quay. Thì khi mình search cái từ khóa là thiết bị quay ấy, thì mọi người sẽ thấy là có rất là nhiều thiết bị quay, từ những cái thiết bị đơn giản như điện thoại này, hoặc mình có thể quay bằng những cái máy ảnh hoặc là máy quay chuyên dụng. Thì cái phần này thì tùy vào cái điều kiện của mọi người nhé. Và cái phần thứ hai ấy, là mình cần có một gậy tripod nếu mình cần giữ cái điện thoại ấy, hoặc là một cái đèn livestream mọi người nhé, để nó giúp mình là chống rung. Thì cái gậy tripod nó như này. Thì mình nếu mình muốn đặt mua cái gậy này ở trên Shopee ấy, thì giá của nó chỉ là 100-200 nghìn thôi, giá nó rất là rẻ. Thì khi mình có cái gậy này ấy, thì mình quay thì nó sẽ không bị rung. Hoặc là mình có thể sử dụng cái đèn livestream mọi người ạ. Thì khi mình gắn cái điện thoại vào trong cái đèn livestream ấy, thì là cái góc quay mình ấy, cái phần ánh sáng này nó rất là sáng, nó giúp tôn cái phần chủ thể, tôn cái gương mặt mình lên. Và cái phần thứ ba là đối với những bạn mà dùng làm nội dung liên quan đến di chuyển nhiều ấy, ví dụ mọi người làm chủ đề về review ấy, thì mọi người có thể mua thêm thiết bị gimbal gì cho điện thoại nhá. Thì gimbal ấy thì là cái thiết bị cầm tay này mọi người này, thì khi mọi người gắn cái điện thoại vào đây thì mọi người di chuyển ấy, thì cái video mọi người quay được nó không hề bị rung. Và cái phần phần thứ hai là cái phần app quay. Thì nếu mà ở trên điện thoại iPhone ấy, thì mọi người có thể sử dụng là cái app là Ulight nhé. Thì Dũng thấy là cái app Ulight này thì quay khá là ok. Và nhưng khi mọi người dùng cái app Ulight thì mọi người nhớ tắt cái dấu mờ của app Ulight đi. Và cái phần thứ ba ấy, mọi người lưu ý giúp Dũng là khi mình quay video mình up lên TikTok ấy, thì mọi người lưu ý là cái khung hình dọc nhá. Khung hình dọc mọi người phải chọn cái khung hình là 9:16 này. Và cái phần tiếp theo là cái phần ánh sáng. Thì cái lời khuyên của Dũng nhá, là mọi người nên quay vào ban ngày nhá. Và ngoài ra là mình sẽ sử dụng thêm đèn, ánh sáng của đèn. Và cái phần thứ năm là cái phần view bối cảnh quay ấy. Thì ở trên TikTok ấy thì có rất khá là nhiều kênh. Họ làm kênh giống như bạn này này. Thì cái view nó rất là đơn giản thôi. View nhiều lúc nó là cái rèm cửa hoặc là cái bối cảnh tường đằng sau. Xong rồi bạn ấy gắn thêm một cái đèn led TikTok vào thì nó sẽ tạo màu cho cái video của mình. Thì ở đây thì mọi người có thể xem là cái tài khoản Shopee của Dũng này, là Dũng mới đặt thêm thiết bị đèn này và đèn led TikTok này, Dũng đặt đã giao rồi này mọi người này. Và ngày hôm qua thì Dũng đang đặt thêm hai cái đèn nữa. Thì nó đang giao mọi người ạ. Và cái phần thứ sáu là khi mình quay chủ đề trên TikTok ấy, thì mọi người nên chọn một cái chủ đề mình làm video nhé. Và cái chủ đề ở đây mọi người nên nhớ cái từ khóa là xuyên suốt nội dung nhé. Ở trên TikTok thì mọi người nên chuẩn bị nội dung để mình xuyên suốt. Ví dụ mình chọn chủ đề là về marketing ấy, thì từ đầu đến cuối mình chỉ làm về chủ đề marketing thôi, chứ mình không làm sang chủ đề khác. Và một phần nữa là nếu mà cái âm thanh của mọi người nó chưa được tốt ấy, thì mọi người có thể là sử dụng thêm cái micro cài áo thì nó thu chất lượng âm thanh sẽ tốt hơn. Thì hiện tại Dũng đang sử dụng cái micro này mọi người này. Dũng đang sử dụng cái micro là mã là M1 mọi người ạ. Cái này thì mua thì nó khá là rẻ thôi. Cả tiền ship về thì nó chỉ có 250 nghìn thôi. Và cái phần cuối cùng là mọi người trước khi mình làm video ấy, thì mình cần xây dựng kịch bản đúng không? Mình xây dựng kịch bản này, xong mình học thuộc, xong mình sẽ tiến hành quay. Thì đây là toàn bộ những cái bước cần chuẩn bị trước khi mình quay video. Ở những video tiếp theo ấy, thì Dũng sẽ hướng dẫn mọi người là dựng video ở ngay trên điện thoại nhé. Và dựng ở trên phần mềm CapCut. Thì Dũng xin kết thúc video này tại đây.